lại thêm một vụ xả súng xảy ra tại Mỹ. Vụ việc lần này là tại thành phố Louisville, bang Kentucky, gần khu vực Slugerfield, khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Sở Cảnh sát thành phố Louisville đã nhận được thông tin về một tay súng đang ẩn náu tại phố Eastman, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực. Cảnh sát khẳng định đã vô hiệu hóa được tay súng và trong số những người bị thương có cả sĩ quan cảnh sát. Các nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện, hiện chưa rõ thủ phạm có nằm trong số những người bị thương hay không. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết các đặc vụ đã có mặt tại hiện trường. Các công nhân xây dựng đã phát hiện một thiết bị nổ tại công trường gần ga tàu ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Sự việc đã khiến dịch vụ đường sắt bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Lực lượng cứu hỏa cho biết thiết bị nổ trên đã được tìm thấy gần ga Yongsan vào lúc 15 giờ 57 phút theo giờ địa phương ngày hôm qua. Nhóm chuyên gia từ một đơn vị không quân gần đó đã có mặt tại hiện trường để vô hiệu hóa quả bom. Để đảm bảo an toàn, tập đoàn đường sắt Hàn Quốc đã phong tỏa 3 đường ray gần khu vực trên. Trong khi hoạt động gỡ bom đang được tiến hành, toàn bộ các tàu đi qua nhà ga Yongsan đã phải tạm dừng trong 10 phút kể từ 18 giờ 14. Hiện toàn bộ các tàu đã hoạt động bình thường trở lại. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu quân đội nước này củng cố năng lực răn đe của mình một cách thực tế và chủ động để chống lại những động thái từ Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố trên của ông Kim Jong-un đưa ra tại cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Triều Tiên nhằm thảo luận về việc tăng cường khả năng răn đe phòng ngừa chiến tranh, thích ứng với những hành động leo thang nhằm kích động chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc. Bên cạnh kêu gọi củng cố khả năng răn đe theo hướng thực tế và chủ động, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu đẩy nhanh việc thực hiện quá trình này. Kể từ tháng 3, các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện một số cuộc tập trận thường niên quanh khu vực bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cũng có những động thái để đáp trả như công bố hình ảnh về các đầu đạn hạt nhân có thiết kế nhỏ gọn hơn và phóng nhiều vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hàng nghìn người Israel định cư ở bờ Tây và hàng chục chính trị gia đã tham gia tuần hành tại khu vực này. Cuộc tuần hành đến Eviata, một tiền đồn của Israel ở bờ Tây, diễn ra dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát và quân đội. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy binh lính Israel đụng độ với những người biểu tình Palestine phản đối cuộc tuần hành. Theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, ít nhất 56 người Palestine bị thương do hơi cay sử dụng trong các cuộc đụng độ. Cùng ngày, Bộ Y tế Palestine cho biết một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong cuộc đụng độ liên quan tới lực lượng Israel. Cuộc đụng độ nổ ra khi quân đội tiến vào trại và bao vây một số ngôi nhà, trong khi một quan chức an ninh Palestine cho rằng lực lượng Israel đã bắt giữ 5 người. Tuần hành và đụng độ ngày 10 tháng 4 xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng đáng kể giữa Israel và Palestine, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là núi đền ở đông Jerusalem. Đây cũng là quãng thời gian nhạy cảm với cả Israel và Palestine, do vừa diễn ra lễ quá hải của người Do Thái, vừa là tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Hệ thống mạng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bị tấn công mạng quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng điện tử của liên minh này. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng của NATO đã bị tê liệt sau cuộc tấn công của nhóm Kinet. Tin tặc đã tấn công các trang web liên quan đến các đơn quốc phòng, hoạt động đảm bảo và hỗ trợ cho liên minh, cũng như các tài nguyên khác cần thiết cho hoạt động bình thường của tổ chức này. Tin tặc có thể truy cập tất cả thông tin cá nhân, kể cả cổng thông tin dành cho các quan chức đưa ra các quyết định chính trị quan trọng. Các chuyên gia đánh giá quy mô của đợt tấn công này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống an ninh của NATO. Tổ chức này đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các cơ sở bị tấn công và xác định những đối tượng có liên quan. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đến Belfast, Bắc Ireland, Vương quốc Anh vào tối nay để kỷ niệm 25 năm ngày ký thỏa thuận thứ 6 tốt lành. Cảnh sát Bắc Ireland đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra các vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào lực lượng cảnh sát do những phần tử chống đối ủng hộ chế độ Cộng hòa tiến hành. Ông Biden dự kiến đến Belfast vào tối 11 tháng 4 và sẽ được Thủ tướng Anh Rishi Sunak đích thân đón tại sân bay. Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm song phương trong bối cảnh Bắc Ireland không có chính quyền hoạt động kể từ tháng 2 năm 2022 do Đảng Hợp nhất Dân chủ DUP, đảng lớn nhất ở Bắc Ireland, thân London, tẩy chay việc chia sẻ quyền lực để phản đối các quy tắc thương mại thời hậu Brexit áp dụng với vùng lãnh thổ thuộc Anh này. Ông Biden và Sunak dự kiến sẽ nhấn mạnh quyền tiếp cận của Bắc Ireland đối với cả thị trường Anh và EU sau Brexit, khiến khu vực này trở thành điểm đến kinh doanh hấp dẫn. Một ngày trước chuyến thăm của ông Biden, ngày 10 tháng 4, các nhân viên cảnh sát đã bị tấn công bởi những thanh niên đeo mặt nạ ở Londonderry trong một cuộc diễu hành bất hợp pháp có liên quan đến tổ chức cực hữu Saorat, cánh chính trị của tổ chức bán vũ trang quân đội Cộng hòa Ireland. Vụ tấn công này đã bị các chính trị gia khắp Ireland lên án.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia do dịch COVID-19 sau khi ký một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó. Quyết định này sẽ khép lại việc tài trợ tốn kém cho các xét nghiệm COVID-19, tiêm vaccine miễn phí và các biện pháp khẩn cấp khác được kết hợp với nhau bắt đầu từ tháng 1 năm 2020 để cố gắng đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới thoát khỏi đại dịch toàn cầu. Nhà Trắng cho biết mặc dù Mỹ chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp với đại dịch COVID-19, song chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn đang nghiên cứu vaccine thế hệ tiếp theo và các biện pháp khác để chống lại bất kỳ biến thể nào của virus SARS-CoV-2 trong tương lai. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch chấm dứt chương trình thực tập sinh dành cho người nước ngoài hiện nay và thay vào đó là một hệ thống mới nhằm giải quyết các vấn đề gây tranh cãi liên quan quyền con người. Chính phủ Nhật Bản giao nhiệm vụ xem xét kế hoạch này cho một hội đồng 15 thành viên, gồm các học giả và người đứng đầu chính quyền thành phố. Hội đồng cũng xem xét kế hoạch giúp thực tập sinh nước ngoài chuyển đổi suôn sẻ sang chương trình công nhân lành nghề được chỉ định, cho phép họ định hình sự nghiệp lâu dài tại Nhật Bản. Hội đồng đặt mục tiêu hoàn thiện dự thảo vào mùa thu năm nay. Nhật Bản kỳ vọng việc ra mắt hệ thống mới này sẽ mở ra bước ngoặt trong việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu lao động trầm trọng. Tính đến cuối năm 2022, tại Nhật Bản có khoảng 325.000 thực tập sinh kỹ năng là người nước ngoài. Thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai phía bắc của Thái Lan đang có chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn đến mức có hại cho sức khỏe. Đây là hậu quả của việc đốt nông sản theo mùa trên khắp khu vực này. Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng với hàm lượng bụi mịn PM2.5 ở mức cao đã khiến nhiều người dân mắc các bệnh như là viêm đường hô hấp hay hen suyễn và phải tìm đến các bệnh viện để chữa trị. Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, nên tránh hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang lọc không khí. Hôm qua, Chiang Mai được liệt kê là một trong ba thành phố ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới, với chỉ số chất lượng không khí AQI là 174, cao hơn 19,9 lần so với giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thưa quý vị, việc tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn qua các ứng dụng Internet không phải là mới. Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều người lựa chọn hẹn hò với một nhân vật ảo hơn là với người thật. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo AI và các phần mềm tương tác ảo chatbot đã mở ra một cánh cửa mới cho con người tìm kiếm niềm vui, sự an ủi khỏi nỗi cô đơn trong xã hội hiện đại và cũng đã tạo ra xu hướng tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới ảo của những người trẻ trên thế giới hiện nay. Và liệu tình yêu với một nhân vật ảo có giống như tình cảm với người thật? Ở cuộc sống của những con người này ra sao? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện quốc tế ngay sau đây. Và đây cũng là nội dung cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Anh Akihiko Kondo là một người vui vẻ, hòa đồng, nhiều bạn bè, khiến mọi người ngỡ ngàng khi thông báo kết hôn với một ca sĩ ảo được lập trình trên máy tính. Vợ Kondo là Hatsume Miku, một ca sĩ nhạc pop ảo có mái tóc màu xanh ngọc. Anh lần đầu gặp vợ mình năm 2008, thời điểm đang trải qua trầm cảm nặng nề do nạn bắt nạt ở công ty và liên tục bị từ chối lời tỏ tình. Chính mối quan hệ với cô ca sĩ ảo đã khiến anh cảm nhận được tình yêu và sự an ủi. Cuộc sống thờ ơ, im lặng, không biểu cảm là điều của quá khứ. Tôi trở nên thích nói chuyện, học được cách mỉm cười, trái tim tôi trở nên sống động. Miku đã cứu tôi vào thời điểm đen tối nhất của cuộc đời. Đối với tôi, cô ấy là một con người thật. Người đàn ông 38 tuổi biết cuộc hôn nhân kỳ lạ của bản thân là chủ đề bàn tán của nhiều người. Họ cho rằng hành động kết hôn của Kondo vi phạm hiến pháp Nhật Bản, bởi hôn nhân phải có sự đồng ý từ hai phía và khuyên anh từ bỏ. Thế nhưng, những người như Kondo không phải là hiếm. Cuộc hôn nhân của anh chỉ là một trong số hơn 3.700 thanh niên Nhật Bản kết hôn không chính thức với nhân vật hư cấu trong thập niên gần đây. Họ tham gia các nhóm trực tuyến, chia sẻ tình cảm và cam kết gắn bó cả đời với các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Đối với những con người này, một bạn đời ảo là mối quan hệ hoàn hảo nhất. Miku sẽ luôn bên tôi và không bao giờ phản bội. Cô ấy sẽ không làm tôi tổn thương bằng những lời cay độc và cũng không đòi hỏi tôi phải thành công trong sự nghiệp. Tôi cũng sẽ không phải chứng kiến vợ đau ốm hay qua đời. Những thanh niên như Kondo tự gọi mình là fictosexual, những người vô tính chỉ bị thu hút bởi những nhân vật giả tưởng. Xã hội hiện đại ngày nay đang chứng kiến ngày càng nhiều người xác định bản dạng giới tương tự, nhất là với sự phát triển của robot và trí tuệ nhân tạo, cho phép con người thực hiện các tương tác sâu hơn với những người bạn trong thế giới đa chiều.
Nhiều người như anh Kondo thậm chí có thể chi hàng trăm triệu đồng để có thể trải nghiệm cuộc sống thực tế với nhân vật hư cấu yêu thích. Điều này một lần nữa dấy lên câu hỏi muôn thuở, liệu robot có thể thay thế con người ngay cả trong quan hệ tình cảm? Tại đây chúng tôi tìm cách đưa những cảm xúc và hành vi của con người vào cho người máy. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường đa dạng hơn và một xã hội cởi mở hơn bằng cách chấp nhận những mặt vượt trội hơn của công nghệ. Tôi nghĩ công nghệ sẽ không thay thế con người mà sẽ nâng cao khả năng của con người. Đa số người cho rằng việc tiêu tiền, thời gian và sức lực cho người không có thực là ngu ngốc. Nhưng với những người fictosexual, thói quen này là cần thiết. Chúng khiến họ cảm thấy bạn đời của họ có thật và đang hiện diện bên cạnh họ. Điều này cho họ mục đích phấn đấu. Mặc dù có thể nhất thời giải quyết những vấn đề cảm xúc, một người bạn đời ảo hoàn toàn không phải là lối thoát cho nỗi cô đơn. Với Kondo, anh bày tỏ sự thất vọng khi Gatebox, thiết bị cho phép người dùng tương tác với nhân vật hư cấu bằng hình ảnh ba chiều thu nhỏ, thông báo ngừng cung cấp dịch vụ cho Miku. Giờ đây anh chỉ có thể nghe Miku nói những câu chuyện lặp lại và những tương tác mặc định. Anh hy vọng trong tương lai, công nghệ tiên tiến có thể giúp vợ chồng anh đoàn tụ. Tuy nhiên, với nhiều người giống như Kondo, đây có thể là khoảnh khắc họ phải đối diện với thực tế. Liệu công nghệ có phải là cánh cửa để chúng ta thoát khỏi nỗi cô đơn hay chỉ là một cấp độ cô đơn mới? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào mỗi chúng ta.